Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Bomb Squad nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Link tải mình sẽ để ở phía dưới nhé, anh em có thể vào và download và tải về. Đây, cái chính là game đó. Rồi, chúng ta sẽ vào thế nào anh em? Let's go. Bomb Squad. Cái này là solo à? Để chơi đội này, đấu đơn này. Đây, ok, chơi này luôn anh em nhá. Luyện ném người chơi. Ở đây đang có đua người chơi. Cuộc đấu ninja chuyên nghiệp. Ok, chúng ta sẽ chơi cái này thử đi. Dễ thôi anh em ạ, khó không chơi đâu. Rồi, chúng ta sẽ ném bom. Dạng kiểu ném bom vậy. Nhìn hay phết nhỉ. Đây là nhân vật của mình anh em ơi. Chào mừng với Bomb Squad. Ok, cái này thì nó hướng dẫn mình này. Cách di chuyển này anh em. Đấy, đánh bại tất cả kẻ địch à? Dễ thôi mà. Ok, chúng ta sẽ kịch đâu? Máu này. Ném bom anh em ạ. Ấy. Ấy ơi, nổ vỡ mồm bây giờ. Ui ôi, nó cũng ném lại rồi anh em ơi, cẩn thận nhá, cẩn nhá. Ui à, vãi đạn luôn ạ, à. Ném bom này chết tôi. Chết về đi, ui ôi, khó chịu nhỉ. Chết mày đi này. Mình ném bom như kiểu ném cái quả bom Corona ấy. Ui, ui. À, ăn cái này là nó sẽ có cái loại đạn riêng biệt anh em nhá. Khá là khó chơi đấy chứ đúng không? Nổ, ui. Nhồn. Nổ. Úi ồi. Ok. Ây à, khỏe phết đấy. Nổ. Nó khốn nhỉ. Ủa chết rồi, ăn thêm máu anh em ơi. Chết mày đi. Không chết nhỉ. Chết mày đi cưng. Cái quả bom này không đẩy này. Rồi ơi, chết. Vòng 2. Khó phết nha anh em. Nào, xuống dưới này, có thằng quái. Úi dồi, khó phết nhờ. Chết, nổ đi nào, nổ. Hay lắm. Nó bị đơ kìa. Ôi, mình cũng đai luôn à. Đừng bảo thế chứ, cái này nhảy lên này anh em. Úi xời. Có thêm đạn này, có thêm loại đạn gì đó này. Ui. Cái quả đẩy bom này là nó nổ ngay đây anh em ạ. Không được. Cho thầy cần phải ăn thêm máu. Có máu nhỉ? Có máu không ta? Ây à, hai hàng luôn anh em ạ. Hai đấu một thì không chột thì cũng què. Nặng quá. Tiếp tục anh em ơi. Lấy vé luôn. Không đủ vé luôn kìa. 6.500 vé. Làm gì nó cho mua? Ấn nút xong không được à? Hiện tại cần 20 vé để tiếp tục anh em ạ. Khó phết đấy, game này không phải đơn giản đâu nhé. Cái Bomb Squad này không phải đơn giản. Tử chuyến luyện tập vòng 3/6. Đây, mình vừa tải cái game này về xong. Ok, tôi vào lại cái Bomb Squad cái. Tiên đã bị kích ra ngoài, bị đi ra ngoài, chẳng hiểu sao luôn. Chơi này. Ok, chúng ta sẽ chơi đơn đi. Vẫn là luyện tập thôi. Chúng ta sẽ đua người chơi. Ok, sao không ấy nhở? Phải bài được mốt chứ nhở? Mình có thể chọn bất kỳ một nhân vật nào đấy. Bạn nào có Jack Morgan. Mình lấy con gì đấy? Con gấu đi anh em. Được đấy nhỉ, con gấu với chim cánh cụt hợp lý. Đây con gấu. Con Benaz. Đấy, Benaz. Cho lấy con này luôn. Ok, lấy 20 vé. Không có vé tôi phải xem một lần quảng cáo để chơi thử một ván xem nào. Chế độ kia thì mình đã từng chơi rồi nên có lẽ không cần. Mình sẽ chơi thử chế độ mới xem nó hay hay không nha. 3, 2, 1. Ok. Gia nhập giải đấu. Nhìn có vẻ như cũng khá là hay đấy. Chọn người chơi. Cái gì đây? Sao phải đua như thế nào? Chạy 6 vòng á? 3, 2, 1. Bắt đầu. Đâu đi thôi, đi thôi. Cho cái mic của tôi rơi ngoéo đây à.
Ok ok, chết rồi. Úi sời ơi. Vỡ mõm luôn anh em ạ. Né. Anh em. Úi sời ơi. What the fuck? Gì vậy? Ui ơi, xong rồi, thôi nát rồi. Nó trơn lắm anh em ạ, đây là toàn băng rồi. Ôi trời ơi, thế mà vẫn né qua được, lúc nãy đi kiểu gì. Ui trời ơi, khó phết anh em. Yêu cầu là phải chạy 6 vòng đúng không? Ui trời ơi. Rồi đi rồi anh em ơi. Đúng rồi anh em ơi, khôn đấy. Ây à, vẫn chết nhưng mà mình đã mở đường rồi anh em ơi. Vòng 3/6. Ok. Không kịp phanh luôn ạ. What the hell, cái gì đấy? Chết rồi. Quả đấy không kịp phanh luôn. Úi rồi ôi. Trơn vãi đạn luôn ạ. Muốn đi cẩn thận nhưng mà khó quá. Có giáp. Có thể chịu được một lần giáp phải bom thằng. Có lẽ thế. Cái gì đây? 5, 4, 3, 2, 1. Ây giờ sắp nổ. Sắp phát nổ luôn ạ. Có cả giáp nhưng mà không ăn thua. Đi ôi anh em ơi. Máu. Cái gì? Giáp à? Hay cái gì đây? Nhấp nháy. Sao là người tốt là sao ra nhỉ? Không hiểu lắm. Không hiểu cái ý nghĩa của từ kia là cái gì cả. Nhân 3. Ây da, khó di chuyển thật. Cái này cái gì? À, tự động đặt cái ra anh em ạ. Ok, để gọi là cản đường bọn kẻ địch ấy. Kiểu kiểu dạng như vậy. Nhưng mà đi đua một mình thì có phải lấy đâu. Có gì đâu. Đúng không? Rồi. Ma ơi, tôi mất khoảng gần 2 phút để đua một cái map ngáo ngơ. Ơ, mà cái game quái này sao tao bị đít ra nhỉ? Chơi được một trận tao bị đít ra vậy? Hay máy mình yếu quá chẳng? Có lẽ máy yếu quá. Có chịu thật sự luôn. Rồi có lẽ mình chơi với máy có hay hơn đấy. Đua một người. Cuộc đấu ninja chuyên nghiệp này. Tôi sẽ xem một lần quảng cáo để chơi cuộc chuyên nghiệp nhưng không biết có người chơi hay không. Vì đây là phiên bản offline mà anh em, không phải là phiên bản online nên mình cũng đánh biết được. Đã biết kiểu gì được. Ok, và chúng ta sẽ vào thôi anh em. Cuộc đấu của các ninja chuyên nghiệp sao có mỗi mình vậy? Tiêu diệt ninja của bạn nhanh bao nhiêu? Ui đều rồi. Ui chết rồi, nó đấm cho mình vỡ mồm rồi. What the fuck, chết luôn rồi à? Ui ơi, chết liên tội anh em ạ, cho còn một mạng nữa kìa. Con lợn đấm. Ui giời ơi. Đấm và vỡ mõm anh em ơi. Nhột. Ây à. Quả này xong phim rồi. Khó nhờ. Mấy con ninja này. Mày nhờn này. Mày nhờn. Ây à. Mày á. Nó hay quá. Nó di chuyển hay quá. Không theo kịp được. Cái này tôi chỉ có một cái duy nhất thôi anh em ạ. Hết thì chúng ta phải đợi. Hết ta phải đợi. No. Ok. Đấm này. Ui ôi, có một con nữa. Nhưng mà khó thế à? Khó nhỉ. Giết bọn ninja này khỏe quá. Đúng rồi. Rồi nó vào tường. Đã xong. Trời ơi. Khó vãi cả đạn. Tưởng thế nào, tưởng dễ nào. Nhưng mà mỗi lần chơi xong là phải đi ra ngoài luôn. Chẳng hiểu. Máy mình dạo này nóng quá rồi. Cài cả 100 game ở đây rồi. Đi ra liên tục anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ chơi fast co-op này. Chơi cái này có lẽ là sẽ ngon hơn này. Không phải đua, nhầm. Mà là chơi cái kiểu chế độ luyện. Không phải luyện ném. Đúng rồi, chính xác là luyện ném mà.
Ok, chào mừng với Bomb Squad. Đây. Vẫn là cái trận chiến vòng 1. Nào, let's go. Đâu rồi? Đây anh em ơi, vẫn là con này anh em ạ. Này, nhờn, mình đấm vào thẳng mặt nó cũng được. Và mình chỉ có một quả bom duy nhất thôi, không được. Mình phải đi ăn nhiều quả bom hơn anh em ạ. Chính xác. Ây à, có quả bom gì thế này? Hay nhờ, nó căn lực hay ghê ra. Có nhiều loại cái bom lắm anh em ạ. Nhiều loại cái quả bom lắm. Rồi, mạnh quá, khả năng hút vào. Ui ôi, đấm mình anh em ơi. Đấm luôn. Đúng rồi, vòng 2 bọn này đánh khó phết anh em ạ. Dù là chỉ là máy thôi nhưng mà rất là khó. Nổ nổ bay cả thùng luôn ạ. Toàn di chuyển chậm nhỉ. Chậm này. Mình giữ luôn cả bom. Hai con. Lúc nãy là thua đúng không? Giờ sao có mất quả đạn vậy? Ai chà. Chết rồi. Tôi sắp die rồi anh em ơi. Nó căn hay lắm. Ui ôi, sắp die rồi. Đấm một phát nữa thôi. Từ từ nhá, ăn máu cái. Có máu miếng gì không nhờ? Nổ dính người nè. Từ từ á, lùi lại đã. Vẫn đài là sao ta? Khó thế nhờ. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.